Hello mọi người, lại là mình Zuma TV đây. Chắc là mọi người đang hóng phim của tôi lắm đúng không? Nhưng mà trước khi xem phim ý, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái event cho mọi người chơi nha. Và câu hỏi đó chính là: đố mọi người biết nam chính đã nói lời yêu với nữ chính ở phút thứ bao nhiêu? Nhớ xem từ đầu đến cuối thì có cơ hội nhận quà nhé. Ba bạn may mắn comment ID ở dưới phần bình luận, mình sẽ chọn nha. Hơn 5 triệu danh dự. Các thành viên trong quân đoàn thì vô cùng dễ thương và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, thành viên nào trong quân đoàn cũng là những người có kỹ năng và sự nhiệt huyết xây dựng quân đoàn phát triển. Và quân đoàn hùng mạnh đó có tên là Quân đoàn Zuma TV, do chính tôi làm chủ. Người nắm giữ chức vụ quyền chủ quân đoàn là đứa em gái tôi. Mà sao nay không thấy nó mời nhở? Từ lúc nhậm chức đi solo miết thôi. Thì đúng mà, quân đoàn lớn ai cũng muốn thử sức hết. Chắc tháng này phải tạo cút cho mọi người lấy giải mới được. Ơ, con bé Thùy mời này. Alo chị Mel, có hai bạn này muốn xin vào quân đoàn mình à? Hello chị. À chào hai đứa, hai em giới thiệu qua về lai lịch đi. Và trước kia ở trong quân đoàn nào? Dạ thưa chị, em tên là... Để tao nói trước cho, tao vô trước mà. Mày là con gái, mày nói sau đi, để tao nói trước cho. Con gái thì làm sao, con gái không có quyền hả? Mày là con trai thì mày phải nhường con gái mới đúng đó. Tôi khổ hai ông bà quá cơ, ai nói trước mà chả được. Vậy để tôi nói trước cho. Quá là mệt mỏi mà, bạn nữa nói trước đi. Đấy, các người là con gái với nhau nên bênh nhau chứ gì. Tôi đang rất nhiều việc nha, không dành để ở đây nghe mấy người cãi nhau đâu. Ai nói trước mà chả được. Dạ thưa chị, em tên là Mai Anh, em vừa từ quân đoàn WFP ra, giờ em muốn xin vô quân đoàn chị. Rồi người tiếp theo nói đi. Dạ chào chị, em tên Yuki, em cũng mới từ quân đoàn Wasabi ra ạ. Lực quân đoàn như sao? Khi quân đoàn hai người sẽ phải đổi tên sau 3 ngày tôn trọng chỉ huy và các thành viên khác trong quân đoàn. Dạ, em biết mà, quân đoàn của mình lớn như vậy chắc sẽ không có boss đâu ha, chắc sẽ toàn pro luôn. Có phải nói quân đoàn chị Mia cảnh sẽ không quay dưới level 65 đâu, nên đừng lo có boss. Nếu tôi nói có người dưới level 65 thì sao? Đủ hiểu rồi đấy, biết tại sao bị kích ra khỏi quân đoàn cũ rồi đấy. À, ý em không phải vậy, em biết quân đoàn chị Mia xịn lắm mà, chắc sẽ không có ai boss. Cô nói gì hả? Vậy tôi dưới level 65 thì sao? Thôi Thủy, dù sao thì cũng làm đúng rồi. Dạ chị, rồi nghe rõ đây, trước khi vào quân đoàn hai người phải cần tích trình. Tưởng cái gì chứ, cái lời đơn giản. Chị Mèo ơi, cái của quân đoàn mình có việc bận rồi. Giờ lấy người đâu ra mà solo với người này. Vậy để họ solo với mình đi, solo 22. Cái gì? Em được solo. Làm vậy có được không chị? Em thấy nó sao sao ấy. Không sao hết đâu, ra solo đi. Tỷ số tôi đưa ra cho hai người là 47. Ít về chị, mỗi lần cần phải thắng kỳ cụ mà. Để chị xem tình họ như nào. Từng cái gì chứ, cái lời quá đơn giản. Chốt 76 luôn chủ quân đoàn tương lai rồi. Cứ ăn được 4 round đều đấy tí. Ok chốt, để em tạo phòng cho. Hai người này em gặp ở đâu? Sao biết quân đoàn mình mà xin vô vậy? Dạ chị, em gặp hai người họ trong huấn luyện, họ xin kết bạn rồi xin một slot quân đoàn Wasabi. Nếu chị nhớ không nhầm thì quân đoàn này có rất nhiều tình tâm mà. Theo như em biết thì hai người kêu quân đoàn WXB đã được 2 tháng rồi, tại vì tính tình chơi thành viên nghèo nên họ đã. À thì ra là thế. Hẳn đã nói rất là mạnh mẽ. Em bắn nửa phần trăm công lực thôi nhá. Chị muốn xem trình họ ra dạ, sao? Dạ chị, em biết rồi. Chị thấy sao chứ, em thấy không có khả năng đâu ạ. Từ từ thôi em, mới được một round mà, chưa nói lên gì hết. Dạ vâng chị, chờ đợi thôi. Trời ơi, một trai một gái mà lại để cứng hai như thế này sao buông nào được. Chị có nghĩ trận này thắng 7-0 chứ em thấy game dễ quá à. Cứ để xem thế nào đã, nhớ họ nhường thì sao. Quân đoàn mình tuyển chất lượng hơn số lượng, em tin là những thành viên khác trong quân đoàn thực sự có phải có kỹ năng. Điều đó là đương nhiên rồi. Lần đầu thì em không có làm gì, lần hai là em cân hai rồi đó chị. Em nghĩ hai người này không vô nổi đâu. 4 round mà, để xem họ có thật sự cố gắng không. Trình bắn như này nếu mà bắn với kỳ cụ đương đồng mình chắc là không thắng nổi một ra đâu chị. Quân đoàn Wasabi trước có solo với quân đoàn mình mà. Chị thấy thành viên cũng rất có kỹ năng, sao hai người này lại như vậy chứ. Em nghĩ có thể là ông phụ trách tỷ thành viên đó ngủ quên trong lúc tuyển nên việc nhầm vô á. Khó thế cũng nghĩ ra nữa hả. Thua 4 ra rồi chị, em nghĩ kết thúc trận đấu thôi. Cứ tập trung bắn đi, dù sao cũng nên cho họ một cơ hội để lật kèo chứ. Bắn vậy sao vô được quân đoàn hả hai bạn? Nay mặc em nói lát à chị, solo lại được không ạ? À? Lực là lực nha, quân đoàn tôi không có cái lực solo lại, hai người thua rồi thì không được vô đâu. Chắc cần vô ghê, không có quân đoàn các ngươi tôi còn rất nhiều quân đoàn để vô, nghĩ cần. Đúng vậy đó, quân đoàn gì mà có cả boss. Hay, thế mà cũng lên 5 triệu danh dự. Ủa alo bạn, bạn không vô được, giờ bạn khỉa là sao vậy bạn? Tao hả, chẳng qua là tao thử xem quân đoàn mày như nào thôi, chứ nếu vô được thì một tuần là tao rời à. Nghĩ gì ở lại cái quân đoàn rẻ rách này lâu dài. Wow, bạn thật là thú vị đó, giờ lộ hết bộ mặt thật ra rồi hả? Xong chuyện này chắc tôi phải ăn chay một tháng để cảm ơn ông trời là đúng đáng không để bạn vô được quân đoàn của tôi. Mày nói gì đó con nhỏ kia, nói lại tao nghe. Tao nói mày đó, bộ mày không nhận ra hả? Mày...
Thôi Thùy, nếu hai người không còn chuyện gì nữa thì out đi. Ghê thế, chị chỉ có thể quản được quân đoàn của chị thôi, đừng có mơ ra lệnh cho bọn cô. Cô đừng quên là tôi có thể kích cô được đó. Nếu cô không tôn trọng tôi thì tôi cũng chẳng cần tôn trọng cô làm gì cả. Khoan, out thì out, không phải kích, đi thôi mày. Bye bye chủ quân đoàn, phiền nhá. Gì thằng kia mày nói gì đó? Thôi kệ đi em, không cần để tâm làm gì. Quân đoàn mình còn slot nhưng cũng không nên tuyển những người như họ vô đâu. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Dạ, vô chơi game với chị nhá. Ờ, nay chị đánh thế ạ, xíu còn cùng họp đấy chị. Không sao không sao, xíu nữa cơ mà. Đi chơi game giải trí xíu. Chị vô nhá. Anh Hải Nam, cho em xin tư đi mà. Anh là người đàn ông tuyệt nhất mà em từng gặp luôn ấy. Vừa đẹp trai lại giàu nữa. Chỉ cần em ngoan cái gì cũng có. Hai em kia sau im thế mà mic lên anh cho slot kết bạn nè. Gì vậy ba, chị Mèo ơi, hình như ổng nói hai chị em mình đúng không? Chị không biết nữa, nhưng cái thể loại này thì nên tránh xa. Em mặc váy xanh qua đây với anh nào, em muốn xin tư đúng không? Dạ dạ, anh cho em đi, mình làm quen với nhau. Thế con hai em kia có muốn lấy tư anh không? Lấy quần què bị áo không nội? Ơ kìa, mạnh mồm thế, nhẹ nhàng thôi mày đáng yêu. Kệ họ đi anh, họ không biết nắm bắt cơ hội ngàn năm này, anh là của em rồi. Hỏi chấm cơ hội ngàn năm, ê chị Mèo, nghe nó cứ thế nào ấy nhỉ? Nói cho các cô biết, anh Hải Nam là con trai chủ tịch tập đoàn lớn á, đừng có mơ có được anh ấy. Nực cười, thôi đi đi Thủy, ở đây mất thời gian. Run Mèo, tên hay phết nhỉ, có người yêu chưa em? Có rồi thì sao mà chưa có thì sao, tôi không dễ bị anh lừa đâu. Tưởng thế nào thì ra là giáp mai hả? Nay em tỏ tình luôn, em yêu anh, làm người yêu em nhá. Tử ngôn tình, anh là ngôn lồ. Ngộ thật đấy, kìa sao không trả lời người ta đi. Được chứ em sẽ là con vợ thứ 99 của anh. Cái gì, anh ta có 99 người vợ cơ, phải không đó? Thật không thể tin nổi, chắc bao chính hiệu ở đây chứ đâu. Yêu bao nhiêu người chả được, miễn là yêu thật lòng. Thật lòng gớm ha, thật lòng quá người ta sợ đó anh. Nè nè cô kia, ý cô là sao? Anh Hải Nam là một người tốt, cô không được nói anh ấy chắc. Cô bị đồng tiền che mắt rồi hả? Nhìn anh ta đi, con người này làm gì có khái niệm yêu thật lòng đâu. Tưởng có tiền rồi muốn làm gì thì làm á. Những người con gái khác có thể mê tiền của anh, chứ còn tôi thì không đâu, ok? Vậy hả, có chắc là cô không mê tiền không? Nhà lầu, xe hơi, tiền đầy tài khoản, có giá thế địa vị xã hội. Ok Thùy ơi, nó là cái hàng rào ý, cấp từ thôi em nhá. Vâng ạ, chị cứ để em. Cô có nghe tôi nói gì không hả? Bên này có người, chị bắn nóc rồi, còn 3 người nữa thôi. Cô cố tình bơ tôi đúng không? Trả lời nhanh. Kệ họ đi anh đi sau bảo vệ em nè. Bảo vệ cái gì mà bảo vệ, run Mèo, tôi nói cô nghe không? Anh nghĩ đồng tiền có thể mua được gì tôi sao? Sai rồi. À, anh Hải Nam cứu em, thằng này nó bắn em nè. Sao anh không cứu em, dỗi anh luôn. Làm ơn đi, im lặng, liền nhảy bên tai bộ không biết phiền hả? Anh quát em sao? Hải Nam. Run Mèo, trả lời cho tôi biết cô có người yêu chưa? Có để làm gì hả? Tôi hỏi thì cô cứ trả lời, sao phải hỏi ngược lại làm gì? Tôi không thích trả lời thì sao hả? Anh làm gì tôi? Cô dám, lần đầu tiên có người dám cãi tôi đó. Bộ có tiền rồi muốn tôi nghe lời anh hả? Sai rồi, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu. Còn 3 người thôi, anh cố lên anh Nam ơi. Nhìn là biết không bắn được rồi, lại chết bây giờ ấy mà. À đu, em có nhìn nhầm không vậy chị Mèo? Trời ơi, xuất sắc luôn, đỉnh quá đi. Người yêu tương lai của tôi mà, các cô không có cửa đâu. Cũng bình thường thôi, nhưng nó ăn may thì sao? Ừ, ăn may ý mà, run Mèo. Tên của tôi hy vọng anh đọc nhẹ nhàng dùm. Không đọc được nhẹ nhàng thì làm ơn đừng gọi. Bạn số 4, nói cho tôi biết, chị của cô có người yêu chưa? Anh hỏi tôi hả? Mắc gì tôi phải trả lời, hỏi quần què. Anh định hỏi làm gì tôi? Không dễ dàng biết được thông tin từ tôi đâu. Run Mèo, chủ một con đàn lớn hơn 5 triệu danh dự, gia đình bình thường, chưa người yêu. Ủa, sao anh biết? Sao tôi lại không biết? Tôi còn có thể biết nhiều hơn về cô nữa cơ. Chị bên ta là gì rồi hả? Người có địa vị xã hội, giàu có, thông tin của chị quá dễ dàng để anh ta có thể biết được. Ấy, cái tên chết tiệt này. Này, cô tránh xa anh Nam của tôi ra, cấm lại gần, cút ra. Tôi không muốn phải ở gần con người như này, cha biết nghề đến người khác. Out đi Thùy, chị không chịu nổi nữa rồi. Kết bạn với tôi. Anh mơ hả? Đừng hòng tôi kết bạn với anh. Chờ đó, tôi sẽ tìm ra được cô không thoát được đâu. Với trình độ của anh ta, em nghĩ anh ta sẽ sớm tìm ra chị. Kệ đi, chị không quan tâm, anh ta muốn làm gì thì kệ anh ta, chat boy. Ôi trời, sao thành viên quân đoàn mình rời hết như thế này? Hả? Em nói cái gì? Thành viên quân đoàn mình rời hết rồi á? Đúng rồi chị, em không thấy quân đoàn mình nữa, không biết ai đã giải tán quân đoàn. Quân đoàn mình có 2 kỳ cựu, chỉ có thể là một trong 2 người đó mà thôi. Dạ em hiểu rồi chị, để em ra điều tra. Ok, có gì em thông báo cho chị biết ngay nha. Chuyện này là sao đây, mình phải ra kiểm tra lại mới được. Ơ kìa, sao lại ấn nhầm vô trận thế này? Anh Hải Nam đẹp trai quá, chụm đồ với em nào. Em nữa, anh Nam ơi. Cái gì đây trời, sao lại gặp anh ta nữa rồi? Run Mèo, không ngờ lại gặp em ở đây luôn đấy. Anh vẫn thế nhở, đang có thêm một em nữa cơ. Ủa, cô nhận đây là ai vậy anh? Vợ mới của anh à? Chắc thế rồi, nè, Yêu Mèo, nếu là vợ thì sau này phải gọi bọn chị đấy. Ai là vợ của anh ta? Có số tiền tôi cũng trả thèm làm nhá. Em có chắc là không thèm không? Đương nhiên là chắc chắn rồi. Đừng tưởng tôi dễ dãi như bao người con gái khác. Anh không có cửa đâu. Gì? Dễ dãi như bao người con gái khác? Ý nó bảo mình là dễ dãi đó chị. À, con nhỏ này được nhẽ. Mày ngon nói lại tao nghe coi. Xin các cô đấy, anh ta chỉ buồn với các cô thành thú vui thôi, chứ không yêu thương gì các cô đâu. Vớ vẩn, mà dám nói anh Nam đâu thế à? Con nhỏ này.
Có sao, tôi nói vậy thôi. Chị với em thi xem ai đến chỗ anh Nam trước không? Trời ơi, tưởng chuyện gì, mày làm gì có tử với chị. Mấy con người này sao không chịu nhận ra nhở? Anh Nam là của chị rồi nhá. Anh Nam là của em. Anh Nam ơi, anh có yêu em không? À, anh có, anh yêu hết tất cả các bé luôn. Nghe mà kinh tởm dùng luôn á. Nè cô, bộ cô thích kiếm chuyện với tôi cô mới chịu được hả? Đâu con nhỏ kia dám kiếm chuyện với anh hả? Anh cứ yên tâm đi em. Chị cứ đi xử lý nhỏ đó đi, để em ở đây chăm sóc anh Nam cho. Ok, mà khoan, thế sao mà được? Để anh Nam ở với em, để chị mất anh Nam à? Mất làm sao được, để em giữ dùng chị cho. Mất gì chơi ý, mày còn nhanh xả hơn nhỏ kia. Có cho tiền tôi cũng chẳng thêm cái anh Nam gì đó của cô đâu. Nên đừng nghĩ tới việc đó, ok? Lại đây với anh nào các bé, các em muốn điện thoại đời mới nhất không nè? Có à, em thích lắm, em thích xe, bộ xong mới ra nữa, anh mua cho em nha. Mua gì mà mua lắm thế? Anh Nam ơi, em thích mấy cái túi hàng hiệu với iPhone 14 Pro Max. Chắc mày không mua lắm hả em, ở đó mà nói chị. Hơ, nhưng mà anh Nam chiều em hơn chị mà. Ai nói Nam chiều mày hơn, vớ vẩn. Anh Nam ơi, ra đây em cho đồ nè. Đồ của em nữa nè anh ơi, toàn đồ xịn thôi. Được rồi, anh tới liền đây, cảm ơn các bé. Ờ, cô không bỏ đồ ra cho tôi hả, còn đứng đó làm gì? Mơ hả? Bao giờ tôi phải cho anh đồ? Có chân có tay tự đi mà kiếm. Mồm miệng phết nhở, cho em nói lại đó, nói lại anh nghe. Kể nó đi anh, nó không biết trân trọng anh tuyệt vời vậy mà. Yêu anh nhất luôn ý, nhớ mua đồ cho em nha anh. Kìa, anh chạy đi đâu vậy? Nãy em nói gì, nói lại tôi nghe. Bộ anh biết hả? Tôi bảo là có chân có tay tự đi mà kiếm mà. Ai rảnh kiếm cho anh? Theo như tôi biết thì này, em cũng chẳng giàu có gì. Nếu em muốn hưởng sự giàu có này thì làm người yêu anh đi. Mặc dù tôi không giàu như anh, nhưng tôi cũng không nghèo đến cái nỗi mà phải đi gả cho anh, ok? Em được đó, anh bắt đầu thấy thích em rồi. Nè hai cô, sao bắn nổ xe tôi làm gì? Ngứa tay ngứa mắt thì bắn thôi, ý kiến gì không? Mày đừng có mơ làm người yêu Hải Nam, nghe rõ chưa con kia? Nghe cho kỹ đây, tôi không bao giờ muốn làm người yêu cái kẻ khùng đó, ok? Cô bảo ai là đồ khùng hả? Thôi đi đi chị, ở đây làm gì mất thời gian, nó có biết cái gì đâu. Mày nhớ mặt tao nha con kia. Chắc tôi sợ quá cơ. Ủa, cô sao vậy? Ngu ngốc đến thức cơ à, không biết tránh ra hả? Nhìn nó là biết rồi chị, làm gì phải hỏi nữa. Các cô làm gì vậy hả? Cô biết đang ở ngoài bo không? Ơ, sao anh lại cứu nó, để nó chết đi anh. Đúng rồi đó, cứu nó làm gì, làm gánh nặng thôi. Im hết chưa, máu này, cô bơ vào đi. Tôi không cắn, anh tránh ra tôi ra đi. Tôi chỉ muốn cho máu cô thôi mà, bố không được hả? Giả tạo, tránh ra ra, đứng lại gần tôi. Ờ thì trong lòng cô giờ tôi vẫn là người xấu, tôi xin lỗi được chưa? Anh có bị làm sao không vậy? Tự nhiên xin lỗi tôi, bị khùng hả? Ờ này, tôi không bị khùng, tôi xin lỗi cô thật mà. Đừng có lại gần tôi. Ủa anh làm gì vậy? Súng đó làm gì bắn được máu? À không có gì, tôi bắn nhầm. Máu đâu, sao không bơm vào? À xíu tôi bơm, cô không giận tôi nữa hả? Không có thì cứ nói thẳng ra. Nè máu đây, bơm vô không chết bây giờ, nhanh lên. Cảm ơn cô, mà cô không giận tôi nữa đúng không? Giờ thì tránh xa được rồi đó. Này khoan đã, đứng lại, tôi chưa nói xong mà. Tôi không muốn nghe. Cô không thoát khỏi tôi được đâu, đứng lại đó. Này thì chạy, chạy nữa đi. Muốn gì hả? Muốn gì đâu, cô chưa có ba lô ba đúng không? Nè, cho cô nè. À thì cảm ơn, nhưng sao tự nhiên anh tốt với tôi vậy? Xíu ra chấp nhận kết bạn tôi nghe không? Không, anh nghĩ tôi kết bạn với anh. Một là em chấp nhận kết bạn, hai là tôi đến tận nhà em. Em cũng biết địa chỉ nhà em, tôi rất dễ tìm ra mà. Tôi biết rồi. Giờ sao đây? Chấp nhận vậy. Tốt lắm, chịu chấp nhận kết bạn rồi sao? Ơ, sao anh mời nhỏ này vô làm gì? Thông báo luôn nhé, chúng ta chia tay đi, tôi có người yêu mới rồi. Anh nói gì? Muốn chia tay sao? Đúng vậy, chia tay đi, vậy nhá, bye bye. Đồ đôi, đừng có nói là người yêu mới của anh. Tôi xin lỗi, đúng thật trước đây tôi có la chát, nhưng từ khi gặp em tôi... Tôi yêu em thật lòng chứ gì, cái này tôi gặp quá nhiều lần rồi, tôi không thấy bị lừa đâu nghe chưa? Không phải, tôi nói thật mà, sao vậy anh trai, em đang có chút việc. Đây là ai đây? Người yêu mới nữa hả? Không, tôi không phải người yêu mới của anh ta. Anh thấy mày, dạo này hơi nhiều người yêu rồi đấy. Bao giờ mày mới chịu yêu nghiêm túc đi cưới đây? Lần này là nghiêm túc này anh. Cái gì? Thật không đâu. Mày đừng có yêu anh nha mày. Thật 100% em sẽ cưới Jun Mel. Cái gì? Anh bị khùng hả? Người yêu thì chưa phải, cưới xin cái gì? Chị Mel ơi, đúng là nó không nhầm luôn. Quân đoàn mình đang bị hắn ta nắm giữ. Giờ muốn lấy lại phải solo thắng hắn chị ạ. Solo sao? Solo mày mấy em? Hắn bảo solo 44 chị ạ. Nhưng mà con đoàn mình làm gì còn, lấy người đâu ra bây giờ? Để tôi giúp cô, anh hai giúp cô ấy nhá. Đơn giản thôi, mấy trận solo là chuyện nhỏ đó với anh. Vậy có được không? Đương nhiên là được rồi, nhưng solo thắng thì em là của tôi. Hả? Anh nói gì? Không nói nhiều, anh ra tạo phòng. We'll be right back.
cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại con đoàn. Thay vì lời cảm ơn thì làm người yêu tôi đi. Không bao giờ. Đi mà, tôi thật sự yêu em, thật lòng đó. Làm sao để tôi tin anh đây, chap boy. Anh có thể chap hết người này đến người khác, nhưng từ khi gặp em, anh đã nhận ra được rằng anh yêu em nha mà. Anh thật sự yêu em, anh sẽ chứng minh cho em thấy, chờ đó đi. Biết ngay mà, chap boy cũng phải gục đổ trước em thôi.